Đan Nguyễn là điển hình của một cái sự là đu idol thành công. Tới bây giờ nghe, khi mà nói anh làm diễn viên kịch sân khấu thì anh cũng hơi bị Hơi ngại ngại. hả? Thật sự tới bây giờ luôn, anh vẫn chưa học được một trường lớp nào chính quy, anh chỉ học lớp ngoại khóa thôi của thầy của anh, đó là cố đạo diễn Vũ Minh. Cảm ơn kẹo cà phê 30 Ritter đã đồng hành cùng chuyện đời chuyện nghề. Chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi podcast Chuyện đời chuyện nghề, nơi mà chúng ta sẽ được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị của khách mời. Và ngày hôm nay ngồi chia sẻ với Mèo cùng các bạn đó chính là anh diễn viên Đan Nguyễn. Đan Nguyễn xin chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện đời chuyện nghề, và Đan xin chào Mèo. Em muốn hỏi anh một điều mà hai mặt các bạn khán giả hỏi luôn, thì tức là lâu quá thấy anh yên ắng á, thì bây giờ nếu mà anh được giới thiệu bản thân mình một lần nữa giống như là gọi là dậy sóng thì anh sẽ giới thiệu như thế nào? Giới thiệu mình để cho dậy sóng. Sống. Giới thiệu cho mà dậy sóng thì chắc là mình phải tuyên bố cái gì nó gây sốc không? Nó gây sốc một chút xíu mới có thể dậy sóng được. Hiện tại bây giờ là Don đang bước vào một cái chu kỳ gọi là Loki hướng nội một chút xíu á. Là vì mình càng trưởng thành á là mình càng nhận được nhiều điều. Nó không phải như là mình tưởng tượng hồi xưa, con người nó phải có những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, từ bạn bè, từ môi trường sống, từ công việc nghề nghiệp. Đó thì ra thành ra tự nhiên là anh thu gọn cái bản thân của anh lại. Yeah. Để anh nhìn kỹ hơn và anh bước chậm hơn. Kiểu giống như mình rút mình lại để mình có thể nhìn cái bức tranh nó rộng hơn và nó toàn diện hơn. Đúng rồi. Nhưng mà theo em nha, về tâm lý đi, thì những người mà có một cái xu hướng như vậy thường là những người đã đi qua khá nhiều biến cố và tổn thương. Thì cái trường hợp đó có phù hợp với anh không ạ? Thực ra thì cuộc đời ai cũng vậy hết trơn á. Không có ai mà suôn sẻ hết. Ai cũng có những cái biến cố riêng của mình. Mỗi nhà có ngọn đèn đó. Mỗi cây có mỗi trái. Tùy thôi. Dạ. Quan trọng là mình nhìn nhận cái sự việc diễn ra với mình nó như thế nào. Và mình cách mình bước qua nó như thế nào thôi. Thì Don cũng vậy. Đâu phải là cuộc đời màu hồng đâu. Don cũng có những cái khó khăn, những cái sự xui rủi không may xảy ra đến trong cuộc đời của mình. Hồi xưa là từ về tình cảm gia đình, rồi sau này là biến cố về tình yêu, rồi sau đến tới là sự nghiệp, và sau này là bạn bè. Cái khúc nào cũng có biến cố hết á. Cho nên là tự nhiên mình cảm giác như là thì ra là cái số mình nó cũng không được là may mắn cho lắm. Mình sẽ cố gắng mình hơi an yên một chút xíu. Mình không có vùng vẫy nổi trội quá, thì mình sẽ tìm được cái sự bình yên trong cuộc đời của mình. Mà đối với Don bây giờ, cái sự bình yên là một điều rất là quan trọng. Xa xỉ luôn. Đúng rồi, đặc biệt là sau một cái mùa mà chúng ta đã trải qua những cái năm mất mát đau thương đó, thì cái sự thay đổi của Don nó càng mạnh mẽ hơn. Nếu anh bước ra khỏi cuộc sống của anh trở thành một người khách quan bên ngoài, anh nhìn vào cuộc đời của mình, anh sẽ thích Don của Loki bây giờ hay là một Don sôi nổi ngày xưa? Là một cách khách quan nha. Tại vì nếu mà chủ quan thì em nghĩ là anh sẽ thích anh bây giờ. Nó sao ta, để mà mình tự nhìn mình được không ta? Nếu mà mình bước ra khỏi cuộc sống của mình và mình quay lại mình nhìn, phải ở tâm thế khách quan, giống như xuất mình, hồn ra. Đó, mình đang tưởng tượng như là mình một cái gì ghê gớm lắm mới xuất ra được, mới tự nhiên nhìn ngược lại bản thân mình được ha. Thôi mình quay lại cái trí nhớ của mình đi. Mình thử nhớ lại là cái con người của mình cách đây mười mấy năm và bây giờ. Cũng khiến bồi hồi đó. Bồi hồi đó nha, bồi hồi đó. Anh thích cái lúc anh thanh xuân hơn. Lúc anh thanh xuân thì anh vô tư mọi việc lắm. Và anh dám làm mọi thứ, anh không có ngần ngại. Lỡ mày có thua thôi. Yeah. Còn bây giờ anh làm gì cũng sợ hết. Thành ra anh bị rụt rè. Cho nên có những cái mà anh làm nó không tới. Hoặc là có nghĩ mà không dám làm. Tại vì bản thân mình nó đã rơi vào trong trạng thái đó rồi. Sau này thì anh không biết nha. Có thể là sau này ví dụ như anh gặp một người nào đó. Khi hoặc anh là có thể giật cái mút anh lại. Rồi. Hoặc lôi ra anh khỏi cái vùng an toàn. Thì ai biết được. Còn nếu như mà không gặp được thì anh cứ ở mãi trong cái vùng an toàn vậy thôi. Nếu anh phải là người đó thì anh sẽ làm gì? Ủa? Trời ơi, show này nếu hơi bị nhiều nha. Mọi người hay chọc em ở show này giống như ngồi tham vấn tâm lý. Nếu như mà anh là cái người đó đó hả? Trời ơi. Ác không? Không, mình phải có đủ lực để lôi anh ra. Một, phải thuyết phục. Và có
mở ra trên một cái gì đó mà anh cảm thấy chắc ăn thì anh mới đi theo người đó được. Em thì nghĩ chỉ maybe có thể người đó chỉ là hai chữ thôi, cảm xúc. Nó có thể là nó có thể là cho anh cảm xúc an toàn để anh bước ra khỏi vùng an toàn, hoặc cũng có thể là duyên số. Dạ. Nên hy vọng sẽ có người đó. Có chưa? Anh đã xuất hiện chưa? Hả? Xuất hiện người đó chưa? Đấy, tại vì em không biết, nhiều khi em nói hy vọng sẽ có người đó đến, rồi xong bây giờ đang tồn tại cạnh bên anh thì sao? Không, thực sự là cái người tồn tại bên anh là mọi người đều biết mà, chỉ có cái mèo là không biết thôi. Không, em không phải không biết, mà em không biết là người đó có phải là người đang có đủ cái khả năng để thay đổi cái điều chút đó chút hay không. Chút chút đó, chút chút đó. Và thậm chí người đó lúc nào cũng muốn anh. Anh đúng rồi, chạy hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa. Nhưng mà tại vì là anh còn hơi bị cứng đầu một chút xíu, cho nên là anh không có theo. Yeah. Chứ còn bé mèo sao? Sao lại hỏi ngược lại em? Thì đó, anh cũng rất là tò mò bé mèo á. Yeah. Tại vì bé mèo là một người đang ở độ tuổi thanh xuân hơn anh, thì anh không biết là cái quan điểm sống, cái suy nghĩ của những người trẻ như bây giờ nó có giống anh hồi trẻ hồi xưa hay không. Nếu mà nói em lại đang, thật ra nếu mà xét về tuổi, em đang nhỏ hơn anh 10 tuổi. Em không nói nhiều tuổi, em không có lộ tuổi của anh, nhưng mà em đang nhỏ hơn anh 10 tuổi, nhưng mà cũng không còn quá trẻ. Nhưng mà em lại trải qua nhiều biến cố hơn so với cái độ tuổi của mình. À vậy hả? Thành ra em bây giờ lại đang như anh. Thì em không biết đó là niềm ủa, vui phải hay không? Là nó buồn. Không, anh không nhìn thấy em Loki đâu. Em Loki. Em có một câu rất hay, đó là em hướng ngoại khi cần và hướng nội khi muốn. Tức là cái công việc của em, ví dụ giờ tự nhiên em ngồi với anh, cái xong em Loki, rồi sao em khai thác anh, em có thể chia sẻ với anh. Thì đây là đúng. Hướng ngoại khi cần. Thì cũng giống như anh vậy đó. Dạ, xong rồi xong việc là em rút vào cái cuộc sống của mình. Đúng rồi, mình có hai con người hoàn toàn khác nhau. Giống như anh vậy đó, ngoài công việc biểu diễn ra thì anh có một cái công việc riêng, đó là live stream. Dạ. Thì bây giờ anh Loki làm sao live đúng stream rồi. Nên thật ra có một cái người là introvert, là người hướng trung, là dạng như anh em mình á, là hướng nội khi muốn và hướng ngoại khi cần. Và em nghĩ cái kiểu người đó là kiểu người phù hợp nhất để thích nghi và tồn tại. Thật ra hướng ngoại quá cũng không tốt, mình sẽ bị mệt. Mà hướng nội quá thì mình cũng sẽ bị mất nhiều cơ hội. Nên em nghĩ là cố gắng cân bằng. Ok, mình sẽ cố gắng cân bằng ha. Làm sao mà mình có thể hòa hợp. Mình không cần phải hòa tan đâu, mình hòa hợp một chút xíu, ok. Tại vì hồi nãy em có hỏi anh một câu là anh, nếu mà anh xuất ra khỏi cái cuộc sống mà anh nhìn vào. Tại vì nếu mà đi theo cái chiều xuôi là giờ mình ở đây mình nhìn lại thì lúc nào mình cũng sẽ thích mình ở hiện tại. Nhưng mà khi mà mình xuất ra, tại vì bản thân em từng như vậy, xong em cảm thấy em nhớ em của ngày xưa. Thì em nghĩ những người, tức là em thấy được sự tương đồng của em và anh, thì em nghĩ là đôi khi nếu anh xuất ra khỏi cuộc sống anh có nhớ anh của lúc trước không? Khi nào, có khi nào mà em chợt tự nhiên trong đầu em nhớ lại cái không khí của em ngày xưa, cái mùi hương, cái không gian, gương mặt của những người em đã từng tiếp xúc mà của ngày xưa không? Dạ có. Và đặc biệt là không phải là mùi hương mà là giai điệu, nó có thể tiếng động hoặc là một cái âm thanh, một cái bài nhạc nào đó là nó là dạy cho em là nguyên một cái khoảng trời luôn. Đúng, đó là âm nhạc. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, âm nhạc, nghe những cái bài mà mười mấy năm trước đây mình nghe mà mình có sự kiện liên quan tới cái bài hát đó, tự nhiên bây giờ mình nghe lại là tất cả những hình ảnh gì nó hiện ra trong đầu mình. Giống như em nói là mỗi lần em nghe ví dụ như Ngôi Nhà Hoa Hồng của chị Bảo Thy với anh Quang Vinh là em nhớ lại cảnh mà em đang chạy vô ký túc xá trường chuyên cấp 3 em học. Có ai bạn bè mình như thế nào trải qua những cái hiện lên hết tất cả mọi thứ. Thì đó là một cái điều hay của ký ức. Nên thật ra là nhiều khi nhìn lại thì có nhớ mình của quá khứ, có bồi hồi, có hối tiếc, có những cái mà bất lực. Giống như em không biết anh có không, mà kiểu như nhiều khi mình muốn cười lại nụ cười xưa thì không cười được nữa. Ủa, thì nụ cười bây giờ của em nó mặn mà hơn. Đó, thì nhưng mà ý là đôi khi mình nhớ thôi, xong rồi cũng phải đóng lại và lại tiếp tục với mình bây giờ và nụ cười bây giờ. Đương nhiên rồi, mình không thể nào mà mình quay ngược lại mình sống lại thời gian khúc đó được. Dạ. Mình phải bước tiếp. Vậy thì hiện tại một ngày của anh diễn ra như thế nào và điều gì trong ngày khiến anh hạnh phúc nhất? Một ngày của anh diễn ra như thế nào ta? Có nhiều người nói anh là lâu quá không thấy đoàn đóng phim, lâu quá không thấy anh đi hát nữa, lâu quá không thấy anh hoạt động gì hết. Không, em có thấy anh đi diễn kịch hôm bữa, đi coi Giáng Hương có thấy. Ủa, em có đi coi Giáng Hương hả? Có thấy. Thấy không, nhiều khi mình nghĩ là thật sự là người ta có thật sự là hỏi mình chưa. Ví dụ người ta quan tâm tới mình thì người ta sẽ cố gắng đi tìm mình sẽ thấy mình thôi. Em vẫn thấy nguyên một anh Đông Nguyễn ở trên sân khấu cũng như ngày xưa thôi. Chỉ có điều là
anh biết ở nơi nào phù hợp với anh và những nơi nào không phù hợp, thì anh chắc lọc lại. Không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa nữa thì anh trải nghiệm, anh thử nghiệm và anh cố gắng tìm kiếm ở mọi lĩnh vực, mọi môi trường khác nhau. Còn bây giờ thì ở độ tuổi này thì anh cảm giác được là chỗ nào phù hợp với anh nhất, chỗ nào làm cho anh vui nhất. Nhưng mà hồi nãy như em nói đó, thì anh vẫn còn hoạt động ở sân khấu kịch. Sân khấu kịch của anh Thành Lộc thì là cũng một cái duyên với anh. Hồi xưa khi mà anh làm những clip hát nhép, yeah, quay lại mười mấy năm về trước nha, thì anh cũng lúc đó anh cũng không bao giờ nghĩ là anh sẽ nổi tiếng, và anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ là anh có thể diễn được trên sân khấu, mà một sân khấu của những idol lớn của mình. Cây đa cây đề. Cây đa cây đề, không bao giờ nghĩ được luôn. Tự nhiên tới bây giờ anh đã cùng với anh Lộc từ một sân khấu khác chuyển qua một sân khấu mới. Tự nhiên mình cảm giác lại là cái cuộc đời của mình á, nhiều khi mình tính toán không có được. Nó cứ trôi theo cái sự duyên số của mình á. Rồi bây giờ anh đọc một cái câu comment ở trên mạng hay lắm nè. Nói là Đoan Nguyễn là điển hình của một cái sự là đu idol thành công. Anh cảm thấy vui, tự hào hay là chạnh lòng vì cái câu đó? Không, anh vui nghe. Anh vui là tại vì rất là hiếm người thích idol, đi theo idol, mà được cùng làm việc, được cùng làm việc với idol. Thì bây giờ tự nhiên anh đọc câu đó anh thấy vui. Và cái người mà comment câu đó đó, anh nghĩ người đó là theo dõi anh lâu rồi mới comment được cái câu đó, có nghĩa là quan tâm tới cái quá trình hoạt động của anh, yeah, mới nói được câu đó. Cho nên là anh cảm thấy vui. Anh nói à, thì ra vẫn có những người quan tâm tới mình, thì ra vẫn có những người thấy mình. Chỉ có điều là bây giờ là lớp khán giả trẻ, lớn lên thì là mình không có cơ hội để mà tiếp xúc với họ. Thì nhưng mà không sao hết. Một ngày làm việc của anh là sáng sớm thức dậy, kiểm tra công việc về một cái công việc tay trái của anh, đó là bán online. Rồi sau đó là tập thể dục. Buổi tối có show diễn thì đi. Bữa nào mà tìm được một ca khúc mà mình cảm thấy mình thích thì mình đi thu. Show diễn bây giờ thì show hát, show kịch. Kịch thì một tuần diễn khoảng chừng 1 tới 2 ngày. Nhưng nếu như mà nhận một vở kịch mới thì phải tập một tháng. Thì bây giờ thì game show thì cũng có nhận, nhưng mà anh hạn chế lại rồi. Tại vì anh thấy mình lớn tuổi rồi đó, mình trưởng thành rồi đó, thì mình nhớ nhà như nhớ riết. Với lại sức khỏe mình cũng không phải là như hồi xưa chạy nhảy trên sân khấu nữa. Mình làm gì cũng phải chắc, mình giữ chút xíu để mình đi đường dài. Đó. Và ngày hôm nay cũng là một cái công việc của anh nhận lời talk show này, bởi vì anh đã từng coi talk show này rồi và anh thích cái màu của talk show này. Nó không quá ồn ào, nó từ từ, nhưng mà nó thấm vào khách mời cũng như là khán giả theo dõi chương trình này. Em cảm giác như anh đang dần biết đủ về cuộc sống của mình, có phải không? Đúng rồi. Khi mà mọi người hỏi em là định nghĩa hạnh phúc là gì á, em nói hạnh phúc là biết đủ. Vậy thì gián tiếp bắt cầu thì hiện tại là anh đang hạnh phúc đúng không? Không. Vậy tại sao? Khi mình biết đủ rồi mà mình không hạnh phúc. Anh vẫn chưa hạnh phúc. Thiếu cái gì ạ? Anh thiếu cái sự đủ á. Vậy sao em hỏi anh cảm thấy đủ hả? Anh nói ừ. Anh không có tham vọng nhiều thôi. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa thấy đủ đâu. Nếu mà anh thấy đủ thì anh đã ngừng công việc của anh lại rồi. Công việc của anh là công việc livestream hay đúng công việc rồi, diễn? Công việc livestream. Để anh hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Anh kết nối với thiên nhiên. Anh kết nối với những người bạn bè của anh nhiều hơn. Anh kết nối với nhà cửa. Với lại anh kết nối với đam mê công việc của anh nhiều hơn. Hiện tại thì anh vẫn còn lệ thuộc vào công việc live stream. Để chi? Để anh làm cái công việc nghệ thuật của một anh cách đó. Cách ngẩng cao đầu. Đúng. Với sự đam mê của anh. Không có bị lệ thuộc vào kinh tế. Em cảm nhận được hoàn toàn chuyện đó. Đó, nhưng mà đó cũng có phải là cái sự ảnh hưởng được rất nhiều từ chú Anh Lộc không ạ? Đúng. Một phần. Một phần là mình tiếp xúc với anh Thành Lộc nhiều, mình học được cái quan điểm sống của anh, mình nhưng mà vẫn chưa học được hết đâu nghe, mình vẫn chưa tới được cái level đó đâu. Chưa tới được đâu đó, thì cũng là một sự may mắn của anh. Ngoài anh Lộc ra còn có anh Châu và một số anh chị khác trong sân khấu nữa. Đa phần thì tất cả mọi người đều đi cùng chung một con đường, đều nhìn về một phía. Cho nên thì cái quan điểm sống nó gần như là giống nhau. Anh đang làm cho em có một cái cảm giác trong cuộc trò chuyện này là kiểu em phải nghĩa mình nâng hai tay.
Làm gì? Không biết, em sợ em làm vỡ một cái gì đó. Nó mong manh nè. Trời ơi, không có đâu em ơi. Tại vì á, không, em biết anh đã đủ về kinh nghiệm, trải nghiệm, về cái tuổi đời, tuổi ngày, mọi thứ. Nhưng mà em nói về bên trong, em cảm thấy một chút gì đó tổn thương mà em chưa có gọi tên được cái tổn thương đó nó từ đâu. Nhưng mà em cảm thấy là một cái gì đó nó có hơi mong manh, rung rinh. Và em rất là trân để mà em nâng và em muốn khai thác. Nhưng mà vậy em sẽ nâng. Đó là cái cảm nhận, cái cảm giác của em thôi. Cũng có thể em đúng. Tức là khi mà ngồi ở đây với các khách mời á, em hay bị có lúc em sợ, có lúc em cảm thấy thương khi em phải em thấy những cái vết thương sau cái nụ cười của họ. Đó là một cái em rất là sợ. Vậy tính ra em cũng thành công trong cái show này đó. Sao vậy? Tại vì em lôi được cảm xúc của khách mời ra thì đó là một cái cần thiết của một người host trong một cái show. Chứ còn nếu mà em host trong cái show mà em không có làm chủ được cảm xúc, em không có làm cho người ta có thể tâm sự hết, rút lòng, rút ruột ra tâm sự với em. Điều đó là điều em mong chờ. Nhưng mà cũng sẽ có những khách mời họ trong tâm lý nó gọi là có quá nhiều lớp bọc. Bọc lại cái tổn thương của mình, họ sẽ bọc hết lớp này đến lớp khác. Và em nghĩ anh cũng sẽ là một trong những. Đúng rồi. Khi mà giống như mình làm cái ly và mình bể, anh đã phải, em tưởng tượng cái cảnh mọi người đã từng phải nâng niu, dán lại từng mảnh vỡ của mình, xong rồi bọc cho nó hết lớp này, bọc cho nó hết lớp khác, cứ gặp một nỗi sợ mới lại bọc. Đúng. Và rồi, cái việc khó khăn nhất của em ngồi đây là mở từng lớp bọc. Và có người thì em mở được, có người thì không. Tại vì bây giờ dù sao đi nữa cũng là xã hội. Xã hội và con người, mỗi người có một cách nhìn nhận, quan điểm khác nhau. Mà khi mà một người nghệ sĩ, một người của showbiz, công chúng lên đây nói chuyện nữa, thì người ta, khán giả lại nhìn với một cái lăng kính khác nữa, khắt khe hơn, khó khăn hơn nữa. Thành ra là nghệ sĩ không dám lột hết đâu. Đúng rồi, em cũng nói vậy. Với một khách mời em nói nếu mà bây giờ bấm delete hết những máy quay, những con người ở đây và cái mic, và chỉ còn lại em và khách mời thôi, thì chắc là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nói tới sáng. Cái khoảnh khắc hay là cái lý do nào khiến anh quyết định lựa chọn bán hàng, livestream là một nghề tay trái của mình? Đó là cái thời điểm mà không còn xô chậu gì nữa hết. Thời điểm khó khăn nhất, chúng ta quay về mấy năm về trước ha. Don sẽ không nhắc tới cái tên thời điểm đó, nhưng mà Don nghĩ ai cũng sẽ biết là cái gì. Đủ theo dõi mình thì sẽ. Đúng rồi, sẽ biết là cái gì. Thì vào thời điểm đó thì khi mà mọi ngành nghề đóng từ từ, thì cái nghề của mình đóng đầu tiên. Nghề mình tụ tập quá. Cái nghề của mình đóng đầu tiên. Và nếu mà khi mở ra là cái nghề mình là nghề mở cuối cùng. Tất cả ngành nghề kia đã mở trước rồi. Ngành nghề thiết yếu. Đúng, mình là đóng đầu tiên và mở cuối cùng. Khó khăn. Đúng rồi, khó khăn. Mình nghĩ tới, ủa vậy sắp tới mình sẽ làm gì? Thì người bạn của anh, người bạn đời của anh mới thuyết phục anh dẹp bỏ cái tôi của mình ra. Sĩ diện. Dẹp bỏ cái sĩ diện của mình ra. Thử đi. Tại vì nếu mình không làm thì cũng không biết làm gì. Thì anh đồng ý. Nhưng mà thử ở level thấp thôi. Trong phạm vi bạn bè thân của mình thôi. Thì từ từ. Anh không biết nó cuốn anh từ lúc nào không hay nữa. Mà cái chuyện mà live stream này hồi xưa anh rất là ngại và anh rất là mắc cỡ luôn. Nhiều lúc thử bấm like rồi mà cứng họng không biết nói gì trên like hết. Đến khi mà mình phải làm và mình nghĩ là mình không làm thì mình sẽ không làm được gì nữa, thì tự nhiên mình có một cái động lực và tự nhiên mình đi theo cái guồng đó lúc nào không hay. Nhưng mà anh nghĩ chắc cũng một phần anh gặp may mắn á. Anh gặp may mắn, thứ nhất là mọi người thương anh, khán giả thương anh, rồi sau đó anh nghĩ là chắc là tổ nghiệp thương anh. Nhiều người nói là nghệ sĩ mà đi bán hàng á là hơi bị rẻ tiền. Một dạng vậy. Nhưng mà anh nói thiệt nha, nghệ sĩ không phải ai cũng bán hàng được. Và nếu mà mình bán hàng được có nghĩa là khán giả thương mình, người ta mới mua. Mà khán giả là từ đâu? Là từ những cái tác phẩm của mình, từ những cái bài hát của mình, hay là từ những cái vở kịch người ta coi mình trên sân khấu. Thì chung quy lại thì đó là người nhờ tổ, tổ thương mình. Anh hơi tâm linh một khúc này một chút xíu. Không, em cũng tâm tổ linh. Tổ nghiệp thương mình. Thì thay vì tổ cho mình diễn trên sân khấu, có show chậu này nọ, thì bây giờ một cách khác, tổ mang khán giả tới với mình, thương yêu mình, ủng hộ cho mình. Và cho mình thu nhập. Đó, thì đó cũng là một... Đó, anh cũng biết ơn tổ nghiệp. Yeah.
Vậy thì ví dụ khi mà cái người bạn đó của anh nói thử bán hàng livestream, ví dụ giữa rất nhiều sản phẩm, tại sao anh chọn cái sản phẩm mà anh đang bán? Là đồ ăn vặt đó phải không? Là tại anh thích ăn rồi đó. Cũng một phần nha. Cũng một phần là tại vì anh có tâm hồn ăn uống. Phần thứ hai nữa là đến từ người bạn của anh. Tại vì bên gia đình bạn anh là... Làm đó. Đúng rồi. Từ xưa giờ là mẹ của bạn anh là cực khổ bán tạp hóa. Từ những cái món nhỏ như vậy, nuôi bạn anh ăn học thành người như vậy. Thì cũng một phần đến từ bạn anh. Và anh nghĩ vậy nè, đồ ăn á, thì mình bán thu nhập nó sẽ không nhiều bằng những mặt hàng khác. Nhanh. Nhưng nó đều. Nhưng nó đều. Có nghĩa là khách của mình quay ngược trở lại, ủng hộ mình tiếp nó nhanh hơn là những sản phẩm khác. Ví dụ một tiếp kem rửa mặt này nọ chứ cũng phải mấy tháng nửa năm. Nên ăn nhiều khi ngon quá, ăn ngày hết luôn. Ăn hoài. Thành ra mình thấy vui. Mình lên trên đó mình tương tác. Và cái thứ hai nữa là mình có cái hoạt động. Con người của mình được lao động trong cái khoảng thời gian đó, không có bị ù lì, không có bị làm biếng, không có bị những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó là cái anh cần để vượt qua cái giai đoạn đó. Khi mà vượt qua giai đoạn đó rồi thì nghĩ đi chứ làm gì. Không, vẫn tiếp tục. Là tại vì lúc đó anh nhận ra được rằng là cái sự kết nối giữa anh và người yêu của anh là qua cái đó. Là một vật. Em đi qua Vấn Hương rồi phải không? Dạ rồi. Em có nhớ câu thoại của Vấn Hương nói không? Cái câu nào anh kêu nguyên một cái vở nhiều quá. Từ cái câu khúc nào là tình yêu của hai người kết nối nhau. Hai người hạnh phúc gì nè. Hạnh phúc của hai người là cùng yêu nhau một thứ. Thì Lĩnh Nam với Vấn Hương là yêu nhau sân khấu. Sân khấu. Thì anh hay nói giỡn là anh với bạn anh cùng yêu nhau một thứ, đó là livestream. Nhưng mà nó cũng có là, ví dụ người ta nói là đôi khi cùng yêu nhau, cùng làm sẽ rất thành công. Hoặc ngược lại, tức là cùng yêu nhau mà làm một cái gì đó nó sẽ gây mâu thuẫn, cự cãi, có thể tan nát một mối quan hệ. Thì dĩ nhiên tính tới thời điểm này thì anh đang ở cái hướng nhất rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đi thì có bao giờ cũng sẽ gặp những cái trúc trắc như em vừa kể, như cãi nhau, không đồng quan điểm trong vấn đề làm việc. Thì lúc đó hai người sẽ vượt qua như thế. Thật ra anh với bạn anh đều trái ngược nhau hoàn toàn. Trong cuộc sống cũng vậy, chứ không phải là trong công việc đâu. Dạ. Chỉ có điều là hai người tiết chế được, biết được đối phương, điểm mạnh và điểm yếu của đối phương. Chứ không phải lúc nào mình cũng nhìn chăm chăm vô cái điểm xấu không. Dạ. Mình biết nhịn, biết nhường. Mỗi người nhịn chút xíu vì một cái công việc, vì một cái mục đích lớn hơn thì cùng nhau vượt qua. Còn nếu như mà mình không nhịn được, cái tôi của mình lúc nào cũng quá cao và lúc nào cũng muốn cái điều lẽ phải, điều đúng về bên mình thì chắc chắn là sẽ banh. Chứ điều đó thì anh nghĩ là phải biết nhường, biết nhịn chút xíu. Thật ra em biết những cái giai đoạn đầu của anh như thế nào, từ những cái clip parody như thế nào, em có theo dõi. Biết luôn á. Dạ biết, biết hết á. Biết thì không cần chi hỏi. Không có comment, em hỏi giùm. Em đây là đây người đưa thư. Okay. Thì tức là anh xuất phát điểm anh đi, anh ở nước ngoài, anh làm những clip parody. Xong ở thời điểm hiện tại anh ngồi ở đây và như em vừa xem những cái kịch mà anh diễn trên sân khấu. Thì với em là để diễn trên sân khấu là cần một cái lực diễn nó khá là tốt. Thì để cái sự chuyển biến và tự trôi rèn cho mình cái năng lực diễn xuất trên sân khấu của anh nó diễn ra như thế nào, để từ là một người tay ngang bình thường và bây giờ có thể là nghệ sĩ, là diễn viên thực thụ. Tới bây giờ nghe, khi mà nói anh làm diễn viên kịch sân khấu thì anh cũng hơi ngại. Thật sự tới bây giờ luôn, anh vẫn chưa học được một trường lớp nào chính quy. Anh chỉ học lớp ngoại khóa thôi của thầy của anh, đó là cố đạo diễn Vũ Minh. Người đó đã mất rồi. Anh chỉ học lớp một khóa ngắn hạn 3 tháng thôi. Nhưng mà trước khi cái học khóa ngắn hạn 3 tháng đó thì anh có đi show nhiều. Anh đi phim, anh quay sitcom, game show. Thì trong quá trình đó mình tiếp xúc được với nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ lớn. Mình tự học, mình tự có thêm nhiều kinh nghiệm, mình có thêm mối quan hệ. Thì khi mà cơ duyên anh quay về với sân khấu đó, thì cũng là một cái sự may mắn với anh. Một cái sự lần đầu tiên anh về là chỉ là trải nghiệm thôi, anh chỉ là thế vai thôi. Nhưng sau đó thì cái sự đam mê của mình, cái sự yêu thích của mình á, thì nó dắt anh vào sân khấu kịch luôn. Mọi người đã biết rồi, làm sân khấu kịch thì chỉ đủ sinh tố, sinh ơ này nọ, trà sữa thôi. Nhưng mà tại vì mình thích, mình thích và mình biết ở đó mình được nâng niu, mình được
dạy dỗ, và đôi khi mình còn được tỏa sáng kế bên những anh chị lớn nữa. Thành ra là anh quyết định chọn mình ở nơi đó. Có một câu mà cái cụm trong cái câu anh vừa nói đó là anh được hưởng ké ánh sáng của những người nghệ sĩ kia, của những người nghệ sĩ lớn. Thì đó có phải là một câu khiêm tốn không? Hay là vốn dĩ anh vẫn chưa tự bản thân mình thấy ánh sáng của mình? Chứ bản thân em khi em ngồi dưới ghế khán giả, em thấy anh có một ánh sáng riêng của anh. Không, anh nói thiệt á. Ừ. Anh nói thiệt á. Anh ở bên cạnh những anh nghệ sĩ lớn, anh Lộc, anh Châu, chị Khánh, anh Khải, nói chung là tất cả những anh chị lớn ở sân khấu kịch. Anh là thuộc người nha, không có nhạy. Có nghĩa là một người diễn viên là phải lanh và là phải nhạy. Miệng mồm phải coi như là miệng 5, miệng 10 đó. Nói cái gì là bụp 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 liền. Người ta quăng cái gì là mình phải bụp 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 liền. Còn tới bây giờ anh vẫn nhìn nhận mình là anh không giỏi mấy chuyện đó. Ủa, có nói ngược không vậy? anh có đang mô tả ngược không? Ủa là ảnh đang miêu tả ảnh, nhưng mà sao anh nói ảnh không có như vậy, là sao ta? Em ơi, những cái gì mà khán giả và em nhìn trên sân khấu đó là trải qua cả một tháng ngày tập dượt rất là nhiều rồi. Và trải qua bỏ liền rồi. Trải qua rất là nhiều xuất diễn rồi thì nó mới được như vậy. Còn nếu mà quăng anh vô một cái trang giấy mới, lên một cái sàn tập một cái mới thì anh bị chậm lắm. Cái này là anh chị anh lớn anh biết, đều biết điều đó. Và người ta phải dìu dắt anh, người thậm chí là giọt của. Đúng rồi. Cho nên là mời anh tập một cái vở đó thì người đạo diễn đó rất là cực với anh. Anh cảm thấy anh có lỗi ghê lắm. Ví dụ như một người diễn viên giỏi á, thì lên người ta sẽ tự người ta sự tìm cái màu cho cái nhân vật của mình, tự khai thác nhân vật mình luôn. Còn anh không có giỏi chuyện đó, anh phải đợi người ta khai thác cho mình. À vậy em đang muốn tưởng tượng ra cái những cái buổi đầu mà phá quan kịch bản á, lúc đó anh lắm nào? Em ơi, má anh mới chị cực giá anh lắm. Mà anh bị hoang mang luôn á. Thiệt á, anh có rất là nhiều clip mà phá hoang. Đặc biệt là cái vở Giáng Hương đó. Rồi anh Lộc với mọi người rất là cực với anh luôn. Đặc biệt anh Lộc rất là kiên nhẫn luôn á. Anh Lộc phải tìm cái màu cho anh nè. Rồi tìm mảng miếng cho anh nè. Rồi dán màu lên người anh. Đúng, nè, phải dán màu lên người anh. Rồi bắt đầu binh cho anh là từ những cái câu thoại, rồi từ những cái xử lý đạo cụ như thế nào là anh Lộc anh binh cho anh đó. Thì rồi khi mà ra tập dượt á, cái chỗ nào anh làm được giữ lại, làm không được cắt tiếp, gọt, để khi mà khán giả đang nhìn thấy anh ở trên một vở công diễn á, thì cái vai nó tròn. Nó tròn và nó vừa đủ. Thì hồi nãy anh nói ý là như vậy, có nghĩa là chỉ ở chỗ đó thì anh mới được tỏa sáng chút. Tại vì thực sự mà nói luôn, ai giờ ai cũng biết hết là thực sự tới bây giờ hào quang của các anh các chị vẫn còn rất lớn. Rất lớn. Và tất cả khán giả tới sân khấu là vì các anh chị đó. Còn mình là thế hệ trẻ, thế hệ lớp dưới hơn, mình được các anh chị dìu dắt thì khán giả, đôi khi khán giả dễ chịu chấp dễ nhận chịu hơn, chúc mình hơn, thương mình hơn chút. Cho nên anh nói anh hưởng ké là vậy. Nhưng mà anh có bao giờ tự hỏi và trả lời là vậy lý do gì, hay là ở mình có điểm gì khiến cho những cô chú anh chị nghệ sĩ đó phải dành thời gian cho mình như vậy, thay vì có rất nhiều những diễn viên có thể ví dụ nếu anh nói là anh không có tốt chất đâu, có những người họ có tốt chất hơn, quăng là bụp. Thì tại sao các cô chú đó không dành thời gian cho những người như vậy mà lại dành thời gian cho anh? Mối quan hệ. Nhất quan hệ gì tiền đề hả? Thôi bây giờ nói thẳng ra vấn đề luôn, là mối quan hệ. Mà mối quan hệ là đến từ đâu? Từ cái duyên. Em thấy đó, tại sao mình không chơi với, mình chơi với người này mình không chơi với người kia, mà trong khi đó con bạn thân của mình là chơi với người kia không chơi với người này. Anh nghĩ khúc này là tâm linh nữa nè. Có nghĩa là mình có duyên có nợ ở đâu, ở một cái khúc nào đó rồi. Kiếp nào đó rồi. Thì bây giờ mình thân với nhau, mình có thể không phải là anh em ruột thịt ở trong nhà, mình chỉ là anh em ngoài xã hội thôi, nhưng mà có cái duyên đưa đẩy với nhau, thân với nhau ở trong cuộc sống bên ngoài nữa. Thì khi mà tiếp xúc, khi mà chơi với các anh các chị cũng tâm sự với mình cũng tâm sự với họ, thì họ tìm được giữa mình và họ có một cái tần số chung, hợp gu, hợp cách nói chuyện, hợp cái quan điểm sống và hợp cái quan điểm làm nghề, thì tự nhiên gắn kết lại với nhau. Thì mình càng thân, mình càng gặp gỡ nhiều, thì những cái gì mà tốt đẹp nhất thì người đầu tiên người ta nghĩ tới là sẽ là mình. Người ta dành cho mình. Hoặc là
đôi khi mình cũng phải có quên, cũng phải nhắc lại cho nhớ là vẫn còn đứa em này nha, chẳng hạn vậy. Anh ơi có gì? Ừ, đó, đôi khi cũng mời một buổi đi ăn chẳng hạn, đó. Hay là tặng cho anh lớn, chị lớn một món quà nào đó, thì cũng còn đứa em này nha anh. Đặc biệt là cái quan trọng nhất để cho một người đạo diễn lựa chọn diễn viên cho cái vở diễn của mình. Đầu tiên là hợp vai không nói rồi, cái thứ hai nữa là người diễn viên đó có thực sự có cái niềm đam mê với sân khấu hay không? Đam mê đó là cái gì? Thích diễn. Chịu khó. Chịu khó. Không quan ngại tới vấn đề cắt xê. Và ít nhận lịch ảnh show bên ngoài để đảm bảo cho cái lịch sân khấu. Thì đó là những cái yếu tố gộp lại để cho người sản xuất, ban giám đốc hoặc là đạo diễn lựa chọn diễn viên cho cái vở của mình. Dạ. Nên để chia sẻ thêm góc này cho mấy bạn khán giả hiểu thêm về cái ngành sân khấu. Tại vì bản thân em cũng từng làm sân khấu ra, đặc biệt bên sân khấu cải lương nữa. Thì cái việc làm sân khấu cực kỳ cực, mà cách xê thì nó không cao. Nên để cho các bạn biết là để các bạn xem, em rất thích đi coi sân khấu. Coi một cái vở diễn hoàn thành có thể là mọi người sẽ phải tập từ 1 tháng, 2 tháng, tập liên tục để cho những cái gì mọi người có thể thấy trên sân khấu. Thì phải bỏ show, bỏ những cái game show, những cái phim dài năm dài hạn, tức là bỏ rất nhiều những cái doanh thu khác để mà lấy đồng lương cũng hơi ít ỏi của sân khấu. Thì một là phải rất rất yêu sân khấu, còn hai là sẽ là các bạn trẻ chưa có quá nhiều cơ hội bên ngoài và tận dụng cơ hội đó. Nên em rất trân quý sân khấu và những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Và hồi nãy có một cái làm anh hơi bị bất ngờ nha, là em nói là em từ sân khấu cải lương ra. Dạ, em đi coi kịch nhiều là do chị Ngọc Huyền mua vé của chú Lộc á. À. Dạ, thì năm 2016 em làm danh ca vọng cổ, được đánh danh ca vọng cổ. À. Thật ra em vào nghề cũng như anh, như tay ngang. Văn bằng đầu tiên học quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing. Thì em duyên, tổ chọn. Em không phải được chọn làm nghệ sĩ, em chọn để làm chương trình. Thì xong rồi có cả cái live show chị Quyền năm 2018 là lẽ ra một cái live show rất là đình đám, là kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương. Em với chị Quyền là người trực tiếp làm nội dung, nhưng mà cuối cùng nó không được diễn ra vì một số lý do về bên trong. Chứ thật ra nội dung nghệ sĩ mọi người tập hết rồi. Nên em có một cái sự yêu thương rất rất lớn đối với sân khấu. Đến thời điểm bây giờ ngồi đây em vẫn khắc khoải hoài về sân khấu cải lương. Nên em rất trân quý những nghệ sĩ sân khấu, em đi coi sân khấu rất nhiều. Anh hơi bị bất ngờ đó. Thiệt. Nhìn thiệt. Em không giống cái người làm sân khấu đúng không? Đúng rồi, nhìn em bây giờ thế hệ Gen Z bây giờ. Em 92. Anh 92 hả? Gen Z gì giờ nữa? Em nói anh nhỏ anh 10 tuổi. Thì đó, anh nhìn không có ra. Thành ra là anh thấy tự nhiên có niềm đam mê với sân khấu thì anh cũng hơi bất ngờ. Là mê luôn á. Rất mê luôn hả? Dạ. Em nói là khi mà anh đang có một cái củng show này, em ngồi với anh Trịnh Tú Trung và câu đó, cái clip đó cũng viral, là khi ánh đèn sân khấu bật lên, sáng lên thì mọi sự công bằng như nhau. Nơi đó là nơi của công bằng. Tại vì em hay khi mà làm sân khấu một thời gian, em thấy là có những cái mưu tính hãm hại, giành giật để chiếm một cái gì đó sáng được trên sân khấu đều trở nên vô nghĩa khi thật sự đứng trên sân khấu và ánh đèn sân khấu bật lên. Thì sau những năm em làm thì em cảm thấy như vậy. Nhớ một cái gần đây, ai kia post trên Facebook cái status bỉ ngạn là gì vậy? À, đúng không? Đúng không? Ở chứ lại em đấy. Ủa mấy người có follow tôi hả? Đi dạo chơi vậy đó. Trời ơi. Bỉ ngạn là gì vậy, đúng không? Đúng không? À. Trong khi anh, số phát điểm của anh là một người, còn ngày xưa anh còn tạo trend rồi nữa. Là người đầu tiên đúng đó. Rồi. Thì cái điều gì mà để làm cho một người đi đầu xu hướng bây giờ tuột lại không còn trên xu hướng vậy? Không phải đâu em ơi. Trời ơi, em đừng có tin những cái gì anh chơi ở trên Facebook. Anh Quang Miếng Hài thôi. Không phải Quang Miếng Hài luôn. Sao? Là tại vì thấy cái fan nhà mình nó bị yên ắng quá. Nó bị lên leo nó ấy quá. Cho người ta vô ta mình trả lời. Thì ra là một bí quyết tăng tương tác mạng xã hội. Đúng rồi, chứ không lẽ anh là người live stream. Ừ. Anh xài cái đó còn nhiều hơn ai. Thì anh đương nhiên phải biết cái đó rồi. Mà chẳng qua nhiều lúc mà giả khờ, giả ngây ngơ để mà người ta vô, người ta trả lời, người ta tương tác cho cái của mình hay thôi. Vậy thì sau cái podcast này mọi người bớt tin những cái gì mà anh Don Nguyễn đăng trên Facebook nữa. Kẻo bị thao túng tâm lý. Mình có nhiều góc khác nhau lắm. Mỗi một cái app là mỗi góc khác nhau.
ở trên Face chơi khác nè, Insta chơi khác, rồi top chơi khác, rồi sân khấu khác, rồi ở ngoài đời đi ăn với bạn bè khác. Đó. Vậy thì ở đâu là gần con người thật của anh nhất? Em biết cái câu trả lời sẽ là anh thật ở tất cả, hay là cộng tất cả đó lại sẽ ra anh. Nhưng nếu chỉ chọn một, thì ở đâu anh được là anh nhất? Ở cái tỷ lệ cao nhất. Ở đâu anh được là anh nhất hả? Ở cạnh người yêu. Không, người yêu cũng có nhiều bí mật anh giấu lắm em. Rồi. Ở đâu là được là chứng minh nhất ta? Sao câu đó anh lại phân vân nhỉ? Tự nhiên anh bị khẩn khúc này nha. Tại vì anh chỉ cần là khi mà câu đó lẽ ra khi mà em hỏi câu đó xong, cái chỗ nào hiện lên trong đầu anh đầu tiên thì là chỗ đó đó. Còn em đang không hiểu tại sao anh lại phân vân. Không có cái gì bật lên trong đầu anh đầu tiên hết. Hay là nó bật lên nhưng mà anh muốn đè nó xuống. Trời ơi, anh sợ nói lên cái này anh nó bị nhạy cảm quá à. Dạ, anh đừng nói trong nhà vệ sinh nha. Không, bài đó. Ở đâu là cái anh đúng con người anh nhất phải không? Ở trên mấy cái bàn lô tô á, mấy bàn cá ngựa á. Đó. Thì ở đâu những cái game có vụ mà thắng thua đó, thì cái nết anh rõ nhất. Cái con người anh bộc lộ ra rõ vô nhất. Vô tư nhất. Rồi những cái gì mà quạo hay cọc cằn gì đó lộ ra là hết luôn á. Nó không có giấu giếm được. Nếu mà nói một điểm mà anh không thích nhất bản thân mình thì sẽ là gì? Anh bị nhạy cảm. Anh hay bị lo xa. Cái chuyện gì chưa tới là anh đã nghĩ trước rồi. Ừ. Anh không biết tại sao anh lại có cái suy nghĩ này nữa. Anh biết là nó rất là, nhiều lúc nó rất là tiêu cực á. Bây giờ giới trẻ hay gọi là overthinking đúng không? Một dạng vậy đó, overthinking á. Ừ, cho nên là anh bị sợ. Và nó làm kìm hãm cho những cái kế hoạch của anh. Nhiều khi anh muốn mà không dám làm. Mà làm thì cái sợ trước sợ sau, sợ này sợ nọ. Dạ anh thử, nếu như em tách ra làm hai phần nha. Một cái đó là nhạy cảm và lo xa, overthinking. Và một cái là nỗi sợ. Anh chỉ cần tách cái nỗi sợ ra thì cái nhạy cảm và overthinking của anh trở thành tích cực. Đúng. Tức là anh sẽ biết là mình nên làm gì, mọi thứ trong sẽ trong tầm kiểm soát của mình. Đúng. Nên rồi. Vấn đề cuối cùng bị tụ chung lại nó chỉ là nỗi sợ thôi. Nỗi sợ. Nỗi sợ. Chứ cái em không cho nhạy cảm hay là suy nghĩ xa nó là một cái đáng để mà nó như một cái thanh kiếm. Anh học thì anh sẽ lên nó sẽ bảo vệ mình, còn không học cầm quơ nó cứu cổ mình. Vậy bây giờ mình phải kiếm một người bảo vệ mình đi. Để làm mất cái nỗi sợ đó đi. Anh nghĩ vậy là một phương án an toàn không? Không. Anh cũng càng trưởng thành, anh càng biết được nhiều chuyện, cho nên là anh càng nghĩ là cũng không thể nào, cũng không có ai có thể bảo vệ mình mãi mãi. Đúng rồi. Nên tự mà bảo vệ bản thân. Thật ra nếu mà vậy nói về nỗi sợ thì cái điều gì, nỗi sợ nào là nỗi sợ lớn nhất của anh? Nỗi sợ con người. Cụ thể hơn. Sợ nhìn người ta diễn với nhau ở ngoài đời chứ không phải trên sân khấu. Sợ người ta lừa gạt nhau, phản bội nhau. Anh sợ người ta là không chấp nhận cái sự thành công của người khác. Và anh cái nỗi sợ của những người mà không hiểu được chuyện. Cái người mà hiểu được thì mình có thể nói chuyện được. Còn có những người mà không hiểu được mà lại kéo người khác xuống chung với mình nữa thì điều đó anh rất là sợ. Không may là đẩy mấy người đó ra khỏi cuộc sống của mình thôi là được rồi. Thì đúng rồi. Nên sẽ bớt sợ lại. Nhưng mà cứ vẫn sợ. Cứ ra ngoài đường cứ sợ. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Lỡ may một ngày nào đó mình vướng vào phải, lên mình va vào phải. Cái thành ra mình bị sợ. Mình sợ cái mình không dám làm gì hết. Cho nên là hồi nãy em nói là anh cảm giác đủ là đủ. Mình cứ âm thầm mình làm đúng công việc của mình. Rồi nhiều khi hỏi mình có muốn nổi nữa không, muốn sao không muốn. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới cái chuyện mình nổi lên một cái thì mình sẽ đi song song với đó là sẽ có những cái chuyện khác nó đi theo, những cái áp lực khác nữa. Thì liệu từng tuổi này của mình có chịu được những đó hay không? Thì câu trả lời là không. Câu trả lời là không. Không cũng hợp lý mà. Khi mà anh livestream có bao giờ, anh livestream bán hàng có bao giờ hay là một cái comment nào mà gọi là giống như làm anh tổn thương nhất? Nhiều. Nhớ nhất. Ngày nào cũng có. Ngày nào mà không có là tôi nhớ đó. Là tôi thấy cái livestream bữa nay bất ổn đó. Không
không quen. Không sợ quen. Sợ quá không quen. Ừ, không quen em ơi. Cái livestream rất là nhạt. Ừ. Rồi anh sẽ đối mặt, tức là cái hành động của anh gì với cái hồi xưa. Anh sẽ kiểu như là thôi coi như không thấy. Sẽ lóc. Hay là sẽ vui vẻ trả lời. Nó tùy vào cái mood của mỗi ngày nha. Nhưng mà thời gian đầu á, thời gian đầu thì anh bị tổn thương thiệt. Nhưng mà từ từ mình phải vượt qua thôi em. Mình không vượt qua những cái comment toxic đó thì mình sẽ không làm được gì tiếp nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái kiểu mà live stream của anh từ hồi xưa tới giờ đó là live stream nhẹ nhàng, dễ thương, kiểu nó không có quá ồn ào và nó cũng không có quá là gây nhiều sự kiện lắm á. Cho nên thì so với những bạn hot live stream khác thì cái đối tượng mà nhắm vào anh thì cũng không nhiều lắm đâu. Cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn, thôi. Nhẹ tay hơn. Ờ, nhẹ nhàng hơn thôi. Thì cái cách đáp trả của anh như thế nào? Bữa nào mà anh thoải mái, anh vui vẻ thì anh đáp trả hài hước. Nhẹ nhàng. Anh vừa đu theo đó mà anh sẽ vẽ thêm một câu chuyện luôn. Còn bữa nào mà mệt mệt á, thì lướt qua. Còn bữa nào mà hơi bực bội, quạo quạo chút xíu á. Chữ. Thì, chữ không? Không. Chặn. Chặn thôi. Tại vì anh biết được mà, trước mắt mình là biết bao nhiêu người đang coi mình, mấy chục người, mấy trăm người đang coi mình. Thì một hai người vô kích mình lên thì người ta thấy cảm xúc của mình nó bị tăng đột biến lên như vậy cũng không có hay cho lắm. Yeah. Mặc dù là mình không phải là người khơi mào, nhưng mà mình cũng không nên để lộ cái sự nóng tánh của mình lên trước cái live stream lên như vậy. Thì cách đáp trả của anh như cũng ấy đó. Trời ơi, cũng phải người có căn lắm mới được đó. Mới hiểu được. Trời ơi, cũng phải có căn lắm mới lướt qua được những cái kiểu live stream đó đó em. Chứ những người mà bị nóng tính quá là bị dắt dữ lắm, bị kích dữ lắm. Cái vô tình mình lại phải show ra những cái không hay không đẹp của mình. Đúng rồi. Thì đó là cái bản lĩnh của mình khi mà live stream á. Dạ. Anh xuất phát điểm từ cũng có một cái nền tảng mạng xã hội hot của thời ngày xưa là YouTuber. YouTuber. Chuyển hóa từ YouTuber thành nghệ sĩ thực thụ. Ừ. Bây giờ tương tự cũng sẽ có một cái nền tảng khác, TikToker. Cũng có những cái đó, tức là nó thật ra nó chỉ thay đổi nền tảng thôi. Về cơ cấu thì em thấy nó vẫn cũng như nhau, tạo ra những người họ làm nên xu hướng và họ nổi tiếng. Thì cá nhân anh đã đi qua những cái giai đoạn đó, những cái môi trường đó, và bây giờ anh nhìn những cái bạn TikToker bây giờ dễ nổi tiếng, có thể vì nhờ một vài cái clip nổi tiếng và đứng ngang hàng với nghệ sĩ, là một người đã từng là YouTuber và đã là nghệ sĩ, thì anh thấy sao? Anh không bao giờ phân định khu vực nghệ sĩ với bạn TikToker. Anh có một cái nhìn đối với các bạn, anh có một cái nhìn ngưỡng mộ nhiều hơn. Ủa, ngay từ quay về mười mấy năm trước đi, khi anh nổi lên hiện tượng mạng YouTube những clip hát nhép, thì thời gian đầu cũng đâu có nhiều người đồng tình với anh đâu. Anh cũng bị những ý kiến trái chiều mà. Tại vì anh không có học thức gì hết. Không học chuyên môn. Không ai nói không học thức nghe. Đúng rồi. Anh không có học về cái chuyên môn, cái ngành nghề biểu diễn của mình. Mà tự nhiên cái ở đâu ra được vai chính trong phim. Ở đâu ra được những cái show lớn, job quảng cáo này nọ. Rồi ở đâu ra lại được quay clip cùng với lại một thần tượng lớn của nhiều idol nữa. Thì có quá nhiều cái đặc quyền như vậy. Thành ra là anh nhận về những ý kiến rất là trái chiều. Nhưng mà lúc đó thì lúc đầu thì bị sốc, nhưng lúc sau thì mình bình tĩnh lại và mình chọn cho mình cách im lặng và chứng minh. Và cái chứng minh tốt nhất của mình đó là thời gian. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cách chứng minh của mình đó là cái sự lao động làm việc của mình và cái con người của mình nữa. Thì mấy bạn quay về mấy bạn TikToker nha, anh nói thiệt là mấy bạn giỏi. Với một cái thời đại 4.0 bây giờ, những cái gì con người cần bây giờ đó là sự nhanh, tiếp thu thông tin nhanh, không có lòng vòng, bụp là biết liền luôn. Thì bây giờ cái kiểu các bạn làm những cái clip ở trên TikTok như vậy là các bạn quá giỏi luôn. Và những cái bạn tạo ra content, tạo ra xu hướng là quá thông minh. Nhiều khi mình phải học hỏi các bạn nữa. Chỉ có điều là, như anh nói đó, là cái tính của mỗi con người, mỗi bạn nó khác nhau. Cho nên là có một số người nó hơi bị chệch hướng một chút xíu. Tại vì cái hào quang nó quá lớn, cái sự nổi tiếng quá lớn, các bạn không có được, không có nhìn nhận rõ thấu vấn đề, thành ra các bạn hơi bị chệch chút xíu, thành ra các bạn hơi bị fail. Yeah. Còn có một số còn bạn còn lại, mấy bạn rất là thông minh, đi đúng đường, thì tương lai thì các bạn đó sẽ tự chứng minh cho khán giả thấy là mình có thực lực hay không, hay là mình chỉ là một
TikToker thôi. Anh có phải là cái tiếp người sẽ hay lên kế hoạch cho cuộc đời mình không? Thí dụ 1 năm, 3 năm, 5 năm? Không. Tới đâu tính tới đó hả? Đúng rồi. Anh là tới đâu tính tới đó. Mà lên kế hoạch là bể hết. Dạ, đừng lên. Đúng rồi, thôi đừng lên. Ừ. Đồ, ừ, tự nhiên em đó anh mới biết, anh ấy thế nha. Từ trước giờ anh không bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời của anh. Năm nay mình phải làm gì, mình phải làm gì. Mình tới đâu tính tới đó rồi. Nhưng mà nếu vậy thì nó là không đặt kế hoạch thì mình không có mục tiêu, không có động lực cố gắng. Thì bản thân anh thấy sao? Anh không có đặt ra động lực để cố gắng nữa. Tại vì anh bị mệt mỏi trong cái chuyện là phải chạy theo một cái mục tiêu nào đó. Vậy hiện tại trong cuộc sống anh cái gì khiến cho anh muốn cố gắng mỗi ngày? Đó là cái sức khỏe và cái sự thanh xuân, sự lạc quan yêu đời. Cái thần thái của mình, anh lúc nào anh cũng muốn giữ cho mình có một thần thái tươi tắn nhất, trẻ trung nhất. Để cho mình đi tiếp được một thêm một đoạn đường dài nữa, để được làm nghề nữa. Anh dùng nguyên liệu gì để nuôi dưỡng mấy cái đó? Nụ cười. Nụ cười của anh á hả? Của người ta. Nụ cười của người khác. Nhưng mà tại sao? Đó là mình cố gắng mình kiếm những cái người có năng lượng tích cực, mình chơi với họ, mình tiếp nói xúc với họ, nghe họ kể chuyện, nghe họ diễn, thấy họ diễn, để mình tìm ra được cái nụ cười của mình. Thì đó là cái cách để mà anh nuôi dưỡng cái sự tươi trẻ và thanh xuân của anh. Nếu mà chọn một cái giai đoạn hay một cái cột mốc nào đó mà anh cảm thấy bế tắc nhất và muốn dừng lại tất cả mọi thứ thì đó là khi nào? Đó là 3 tháng sau khi anh nổi tiếng. Về hiện tượng mạng hồi xưa. Tại sao lại muốn dừng trong cái lúc mà đang thăng hoa như vậy? Tại vì sau khi 3 tháng đó anh không có một cái show nào hết. Anh cứ tưởng nó nổi tiếng là sẽ... Ngon rồi. Liên tục luôn. Nhưng mà 3 tháng mà mình không có làm gì hết trơn, mình không có sản phẩm gì hết trơn. Người ta không mời mình nữa. Mình không biết làm gì hết trơn. Là lúc đó anh bị sốc á. Anh bị sốc tâm lý á. Giờ ở thời điểm hiện tại anh có áp lực ra sản phẩm không? Không. Anh vẫn bình thường. Anh vẫn nghĩ là mình chỉ tới đó thôi. Mình ở mức độ này thôi. Và từ mức độ này mình duy trì vậy thôi. Để mà nhảy lên nữa là không được đâu. Không được đâu, nó nằm ở lý do gì anh? Là nỗi sợ của anh, hay khả năng của anh, hay là cơ hội của anh không có? Ồ, em nói hết cả ba luôn đó. Em nói hết cả ba luôn đó. Vừa có nỗi sợ mà vừa đánh giá được cái khả năng của anh, mà vừa cơ hội nữa. Và ví dụ mình nhìn thử từng cái đi. Nỗi sợ, ví dụ như hồi nãy em nói anh mình có phương pháp để dẹp nỗi sợ. Xong rồi khả năng. Đối với em nha, khả năng con người là vô hạn. Chỉ là có bản thân mình đặt giới hạn cho khả năng của mình. Với em nha, với em. Thì hồi ví dụ anh có thể phản biện lại, nếu như anh cảm thấy ở góc độ của anh khác, em vẫn luôn tiếp nhận. Cơ hội là em nghĩ là khi mình có khả năng thì mình sẽ có cơ hội. Không. Em chỉ cảm thấy là khi mà anh ngưng ở chỗ đó, anh ngưng khả năng, anh ngưng cơ hội là tại cái đầu tiên nỗi sợ. Em nghĩ khi dẹp được nỗi sợ thì hai cái kia sẽ được giải quyết. Cái này em nói cho rất là nhiều người phải không? Không, lần đầu tiên em nói. Đâu phải mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đâu phải ai đến đây cũng những bài toán như anh đâu anh. Phải không? Hay là cứ một gần tới kết số là em nói cái này. Không. À, gần kết số em có một câu hỏi khác. À vậy hả? Là cái câu đó số nào cũng có. Còn anh không tin vào cái độ chân thật, anh có thể về anh ngồi coi 58 số mà đã phát sóng. Để anh coi có cái số nào mà em hỏi cái câu đó hay không. Đúng. Ừ, mình có thể dẹp cái nỗi sợ. Rồi từ khi mà dẹp nỗi sợ đó, rồi mình từ từ mình đi được hai cái phía sau. Đúng không? Cũng có thể đó nha. Nhưng mà tại vì ở một cái độ tuổi của anh bây giờ đó, anh là... đem tuổi tác anh nói. Đó lại sợ tiếp nữa rồi. Lại sợ tiếp nữa rồi. Khi vậy em sẽ muốn đưa ra những chứng, ví dụ như ông KFC ổng có thể thành công ở năm 70 mấy tuổi, một cái bà nữ phụ nữ tỷ phú của Trung Quốc, ông bà ra tù lúc năm 70 mấy tuổi và bà làm tỷ phú năm 80 mấy tuổi, nên em không thích đem tuổi tác. Chúng ta luôn dừng ở độ tuổi 20. Có thể em chỉ muốn là những cái câu hỏi hay những cái cảm xúc ngày hôm nay em, đôi khi xong cái show này về anh có thể nó lẳng vẳng đâu đó trong đầu, giống như nghe giọng em cứ nhai đi nhai lại. Xong rồi đến một ngày nào đó sẽ thấy một anh bước vào những nỗi sợ. Hy vọng là như vậy nha. Em biết em không có đủ sức nặng đó đâu. Nhưng mà cái sức nặng mà đủ để mà lôi anh ra là sẽ là chính bản thân của anh. Em chỉ hy vọng em gắp miếng muối xong rồi anh tự nói tiếp. Ok. Hy vọng là như vậy. Đến một lúc đó tự nhiên anh muốn chạy ra ngoài cái vùng an toàn một chút. Đó, tôi cũng đang suy nghĩ tôi chạy bằng cách nào đây nè.
thì đó cái lựa chọn phương pháp và cách là phải của anh. Không có, em cũng không thể ngồi đây để tìm phụ anh hay làm gì làm giúp anh, mà là bản thân mỗi người sẽ phải tìm. Em cũng phải tìm những cái phương pháp cho cái những nỗi sợ của em hay những cái vấn đề mà em đang gặp phải. Em chỉ là muốn truyền một cái xíu động lực, là tại vì cái mà ngồi từ đầu nãy giờ với anh nãy giờ, nếu mà em sẽ là có em những cái ra gì? Nỗi sợ à. Những cái lớp bọc mà bao anh hết lớp này lớp khác là nỗi sợ, là nỗi sợ. Ví dụ như với Trương Thảo Nhi là nỗi đau, với chị Thanh Ngọc thì là một cái khác nữa. Em sẽ rút keyword của từng khách mời và em cứ nhấn vô đâu. Vậy là anh là nỗi sợ. Có thể em đúng mà cũng có thể em sai. Em cũng không muốn confirm là em nói vậy có đúng không anh. Em phân tích anh vậy đúng không. Em không cần, em không quan trọng em đúng hay sai. Không, anh nghĩ em động lại một xíu gì. Anh nghĩ em đúng đó. Tại vì thực sự anh sợ mọi thứ. Ban nên đầu là em đã nói em cảm giác em cứ phải nâng. Em cứ sợ vỡ, không phải là cảm xúc, không phải là anh yếu đuối hay là anh mong manh, mà là những cái lớp bọc nỗi sợ nó dễ bể hơn là những cái nỗi sợ khác, hơn là những lớp bọc khác. Nên hồi nãy dừng lại đó, em không chấp nhận cái việc là anh chỉ nói là anh chỉ có thể dừng lại ở đó thôi, anh không thể hơn được nữa. Chuyện đó là chuyện sẽ không thể xảy ra. Ai biết được. Nó xảy ra là vì anh cho phép nó xảy ra. Còn nếu mà nó là cái giới hạn, cái khả năng của anh thì em không chấp nhận. Tức quá à. Tức gì sao? Ý là tự nhiên mình cảm giác như là mình bị thụt lùi á. Mình không có đủ can đảm á. Không anh chuyển hóa nỗi sợ đi. Thành nỗi gì? Nỗi sợ, nhưng mà kiểu khác. Giống như em sẽ chuyển, em có một cái nỗi sợ, em sợ bị thụt lùi. Giống tại vì anh nói chưa thụt lùi mới nhớ. Là anh biết là hầu như năm nào em cũng đi học. Em học đại học hết, đại học này đến đại học khác, em vừa học hết khóa này. Em không phải khoe, nhưng mà ý em nói là thay vì em chuyển hóa nỗi sợ, em sợ cái này, em sợ cái kia, thì em sẽ chuyển cái mục tiêu của nỗi sợ nó khác một xíu. Thì khi mà em chuyển vậy thì cái hành động của em sẽ khác. Em sợ, ồ sao anh nói cái đó hay quá, em không làm được, cái em sẽ đi học. Theo người ta làm mà được, mình làm không được, cái mình sẽ làm một cái gì đó. Tức là mình sợ một cái điều tích cực. Thì mình sẽ có cái hành động tích cực hơn. Nên giữ nỗi sợ cũng được, chỉ là chuyển hóa mục tiêu. Ok, anh ghi nhận cái điều này. Hy vọng nó sẽ biến thành hành động. Anh ghi nhận điều này. Không phải là em cố chấp và em cứ phải nhồi vào khách mời những cái đó. Tại vì ví dụ khi em rất bực khi anh nói là giới hạn anh chỉ tới đó, khả năng anh chỉ tới đó. Ví dụ em cũng từng coi những cái anh diễn, coi những cái vở diễn của anh, những cái sản phẩm của anh. Nếu như thật sự em thấy không có khả năng thì em sẽ không nói gì luôn. Em sẽ im trong lòng, không nói đúng mất. Đúng không? Còn khi em nói, tức là ở một góc độ nào đó em cũng có, em thấy được những điểm sáng, những cái khả năng anh vẫn còn vượt hơn như vậy nữa. Em ngạc nhiên khi anh nói là các anh chị cô chú phải dán cái màu lên cho anh. Tại vì khi em có dán hương đi, ví dụ cái vở gần nhất để cho mình dễ hình dung, thì em thấy cái vai đó hoàn toàn là anh. Em không thấy cái màu nó khác anh. Có thể em đúng, có thể em sai nha. Tùy anh về anh tự suy nghĩ. Cho tới khi ngồi vào đây thì mới là thấy khác anh. Nhưng không phải là một anh kiểu mà không phải là Đan Nguyễn, chỉ là đó, là những cái lớp nỗi sợ nó che lại cái Đan Nguyễn thật sự. Quay trở lại mini game cuối chương trình, em sẽ có một cái để coi cái sự gắn kết và những cái mối quan hệ thân thiết mà anh nói là anh đã tạo ra. Là cái giúp anh thành công đó là mối quan hệ. Để coi anh sẽ đoán ra được bao nhiêu những người thân thiết xung quanh anh khi chỉ nhìn một bộ phận của họ. À, ví dụ như là mắt mũi miệng vậy đó hả? Em có thể hai hint cho anh một xíu là anh Kim Tử Long từng ngồi đây và không nhận ra được chị Trinh Trinh. Ủa em ơi, cái gì chứ cái này thì anh nói trước với em luôn. Không, anh không tự tin em. Thua sao, thắng sao? Thua anh sẽ phải uống 1 trong 5 ly đó. Còn thắng? Thắng thì thôi. Ủa, nói nghe nè, thua là khách mời bị phạt. Còn thắng á thì ít nhất là cũng phải... Hoặc kẹo cà phê đem về đi. Thì cũng tạm được đi. Thì cũng phải có cái gì đem về đi. Rồi, chơi luôn. Vậy ủa, anh... làm sao thắng? Thắng có nghĩa là bao lâu? 7 trên 7. Là 7 trên 7 hết mới thắng hả? Đúng rồi. Ủa? Ủa, dễ lấy của người ta quá. Ủa, miễn sao cái số câu trả lời đúng nó lớn hơn câu trả lời sai là thắng 3, rồi. 4. Ừ, ý là 4-3 hay là 5-2 này nọ đó. Thôi vậy cho xác suất 1 là 6 trên 7. Trời ơi. Một hồi là anh trả lời 7 trên 7, sao anh trả giá quá à? Anh bán hàng mà anh trả giá quá à. Vô người đầu tiên. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn biết nữa, nghĩ sao anh không biết được trời. Nó nghe mốt mình cắt khó nhận ra xíu cắt. Nhìn vô là biết ai liền. Nhìn vô là biết rồi, nụ cười này không lẫn ai được. Chị Lê Khánh. Đúng rồi.
mẹ mốt mình cắt, giờ mình cắt cái đeo cổ thôi. cái miệng nhìn vô biết liền. Trời ơi. Trời ơi. Thôi anh rồi. Cầm kẹo cà phê đi. Vậy là được rồi. Cái này anh gia đình của anh. Ơi. Anh Thành Lộc. Cái này là tâm thành lộc đời luôn đó. Em có cuốn sách đó luôn. Trời ơi, mình đừng có zoom bự ra nữa em. Nhỏ lại. Đẩy không. Vô. Cái này không biết thiệt nha. Cái này em biết. Ủa mà thấy cái sự mắc chinh của nhân vật này với này không có. Có hả? Có luôn hả? Em biết đó. Em hình cho anh không? Hình đi. Một sân khấu, là một diễn viên ở sau một sân khấu kịch khác. Em mới đi coi kịch nó xong luôn. Rồi, ai rồi? Ai? Trà Ngọc. Ủa? Không phải Trà Ngọc hả? Chỉ là em chưa tìm được cái điểm chung của hai người thôi. Hoặc là một hồi thua cái là biết rồi chia sẻ em là hai người có điểm chung gì. Sân khấu kịch khác hả? Ai vậy ta? Thua đi anh. Mới điểm thôi mà. Hồi nãy mình trả lời được mấy lần rồi? Ba lần rồi phải không? Hai. Ba. Hai. Này là thứ ba nè. Ủa lần là thứ ba. 2/7. Khi mà anh thua cái này thì tất cả những tấm hình còn lại đều phải đúng. Hình nữa đi. Một hình cuối thôi nha. Hình cuối đi. Trong tên có liên quan, trong cái tên của bạn đó có liên quan tới một loài hoa. Hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc. Đếm thời gian đi ạ. Mình không có thể dễ dãi như vậy được. À, rồi. Rồi, biết rồi. Ai? Phương Lan. Rồi, ủa, hai người có mối quan hệ gì? Lạ quá vậy. Không, Phương Lan thì có thực sự có mối quan hệ với anh thiệt. Lan ơi, người ta không có nhớ mình nha Lan. Ờ, Phương Lan rồi. Chị phải cố gắng giúp đỡ mới nhiều đó. Chị tính nửa điểm thôi nha anh, tức là anh mới 2.5. Sao vậy? Tại vì có hiên nghe hả? Đúng rồi. Được rồi, để yên đi. Chị không thấy, chị không biết là được rồi. Nhưng mà em đoán hùm hùm ra là ai rồi. Anh cũng đoán được là ai rồi. 3, 2, 1. Anh Hữu Châu. Em cũng đoán vậy. Yeah. Tại vì cái đúng rồi. Cái má với là cái vai của anh. 3.5. Em cận nha. Ủa cái này là gì? Rồi anh biết ai luôn rồi. Trời, công nhận cái mình thích chơi trò đầy quá ha. Trời, mặc dù cái này hơi bị khó nha. Nhìn cho sao biết được là ai đúng không? Nhưng mà anh có thể biết được ai rồi. Kiểu giống như là ở này khó nha, nhưng mà anh làm được. Ồ, chị Việt Hương. Thấy chưa? 5.5 hả? Thấy chưa? Tôi lấy kẹo cà phê về rồi. Anh còn nửa điểm. Để em. Rồi, được rồi. Ê, cái này sợ nha. Nè, em biết nè. Nhưng mà em không hin nữa đâu. Này là một diễn viên đúng không? Dĩ nhiên. Có diễn sân khấu luôn. Có diễn sân khấu luôn hả? Ê, lớn lên đi. Lớn lên đi. Có diễn chung sân khấu anh không? Không, sân khấu khác. Là một diễn viên điện ảnh. Ủa sao miệng kỳ vậy? Ai biết người ta? Sao miệng lúc này kỳ vậy? Có mối liên hệ với tôi không? Hiện bé đó, biên tập nó có. Còn một cuộc cuộc đời ngoài đời của mọi người sao em biết được? Trời, con bé biên tập chắc là có hack Facebook tôi hay sao á. Ôi, nó đào mộ lắm anh ơi. Phải không? Nhiều khi nó lấy một cái diễn viên phụ cho một cái phim nào mà anh từng đi premiere nữa cũng không chừng. Như vậy là có mối quan hệ đó nha. Cứ anh đi premiere phim là tất cả cái diễn viên trong đó anh đều phải quen. Rồi. Em mới hiên cho anh đó. Diễn viên phụ hả? Em biết. Diễn viên phụ mà. Không, em không nói diễn viên phụ mà. Em không nói bạn này diễn viên phụ mà. Mà hầu ra em phải phụ một chữ em nữa. Khoan nha. À rồi, tôi biết nụ cười này của ai rồi. Trời ơi. Diệu Nhi. Con bé đó nhắc em là mối quan hệ là đi học báo phim. À, Diệu Nhi, không lúc đầu biết anh tưởng ai không? Ai? Lan Ngọc. À. Anh nghĩ là Lan Ngọc nhưng mà cái miệng hơi bị kỳ. Cái miệng đó Lan Ngọc hơi bị kỳ. Em thấy cái đó là em thấy Diệu Nhi liền. Ờ. Hết chưa? Ủa còn nữa hả? Nhưng mà đủ điểm rồi. Xuất sắc. Ê, cái này chơi như không chơi vậy đó. Đúng không? Cái này là muốn ép tôi vô gì đó, phải đúng không? Em đâu biết. Xuất sắc người ơi. Bây giờ tâm linh đi anh. À, cười vậy chắc người yêu anh quá. Xong rồi lòi ra cái áo không mua.
Ủa mà giờ sao cười dữ hả? Nãy giờ em toàn nói nhảm đó nha. Đúng rồi, cái áo này thấy quen lắm nè. Trời ơi, bây giờ tôi chỉ đoán được một người, tôi không đoán khác người này. Sai thì chịu thôi. Ai? Mai Thanh Tú. Đó. Áo anh mua. Cái áo này áo anh mua. Nó lại cũng giống nữa. Thiệt. Cái mối liên kết là vì ảnh mua cái áo này hay sao? Ủa? Không, em đang hỏi đó, mối liên kết của hai nhân vật là sao ông bé nó chọn đúng cái hình mà cái áo anh mua vậy? Ờ, thì đúng rồi, mối liên kết. Tại chị đem muốn ảnh phải nói người đó là ai mà. À, người đó là ai à, cả thế giới đều biết. Ờ, em chưa được coi hình nha. Sao vậy? Em hiện đại đó. Em hiện đại hả? Không tin anh hỏi biên tập, em chưa được coi hình. Ê, biên tập hay quá ha. Biên tập rocker nào nó cũng dính, anh nhìn vô là thôi đi anh ơi, em gợi ý anh mới đoán được á. Anh tôi cũng đoán được rồi, cái cầm đó, cái áo đó tôi đã đoán được rồi. Rồi em chọn một hộp cà phê đi. Đâu có đâu. Đâu anh, chỉ được một hộp hả anh? Ủa, được một hộp cà phê thôi hả? Dạ, chứ anh tính lấy hết hơn sao? Trời, làm nãy giờ chơi quá trời chơi luôn, bỏ chất xám ra chơi. Một hộp là cũng nhiều lắm á. Bỏ chất xám ra chơi, bỉ ngàn xanh mong manh dễ vỡ. Cảm ơn kẹo cà phê 30 Ritter đã đồng hành cùng chuyện đời chuyện nghề. Rồi, ngày hôm nay cũng cảm ơn anh đã đến đây ngồi chia sẻ với em. Nghe em nói nhiều. Đây là cái tập đầu tiên mà em nói nhiều hơn khách mời đến như vậy. Đâu có gì đâu em. Anh cũng cảm ơn chương trình mà đã mời anh tới đây ngồi nói chuyện với em. Ngồi nói chuyện mà nói chuyện ra tiền đó. Thì anh cũng thích mà. Đúng không? Sướng mà. Cho nên là cho dù mình có buồn cái gì hay là mình có chịu phải nỗi sợ, nỗi đau gì đó nữa thì cũng không phải đến nỗi mà phải là thế giới nó sụp đổ. Cũng không đến nỗi mà cho chúng ta lúc nào cũng phải là than vãn, kêu ca hay là đổ thừa cho một cái gì đó khác. Đúng rồi. Đúng mà rồi. Sau tất cả em chỉ muốn nói với khách mời này là bớt sợ lại. Bớt sợ lại. Cũng cái ly nước cũng sợ nữa. Thì hỏi những cái chuyện lớn thì dĩ nhiên cái nỗi sợ của anh sẽ nhiều hơn rất thì là thì mình nhiều. Làm chuyện nhỏ. Còn chuyện không nhỏ còn vui lắm nha em kìa. Làm chuyện trung trung thôi, chuyện lớn khỏi làm. Chuyện lớn có người khác làm. Tôi không biết về à. Hy vọng tới cái lúc mà phát cái show này lên thì anh sẽ ngồi nghe đi nghe lại đến khi nào anh bước qua được những nỗi sợ của anh để cho mèo và các bạn có thể thấy một đơn nguyện. Ủa tại sao phải nghe đi nghe lại? Cày view hả? Và cho nó đúng tim vô đầu anh để cho chúng ta có thể thấy một đơn nguyện rực rỡ thành công hơn. Ê, thích chữ rực rỡ nha. Ê, từ đây về sau anh còn được rực rỡ không ta? Đó là do anh có thể bước qua được những nỗi sợ của anh hay không. Hay quá, chữ rực rỡ nha. Được đó, rực rỡ. Được, cái danh từ này tôi sẽ nốt lại nha. Không, thành công thì mỗi nó mơ hồ và mỗi người mới khác. Em nghĩ rực rỡ là một cái mà mình cảm thấy cuộc sống mình đẹp. Ừ, rực rỡ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bé mèo, cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra để mà theo dõi trên một cái show nói chuyện giữa Don và bé mèo nha. Chúc quý vị lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và có được tất cả mọi thứ mình mong muốn. Và sống một cuộc đời thiệt rực rỡ. Rực rỡ, yeah. Và hy vọng sẽ gặp các bạn vào podcast Chuyện đời chuyện nghề số tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.